Con thưa cha, chào cha và cộng đoàn. Con là người ở ngoài Hà Nội mà con vào hôm nay là được 1 tuần. Thì con tên là Maria Dương Thị Trâm ở giáo xứ Vân Đình, Hà Nội. Con được ơn Chúa là con bị bệnh ung thư vú mà con đã chết rồi. Mà em con nhắn tin số điện thoại của cha để cho con, đêm con nằm ngoài bệnh viện con nhắn tin cho cha, thì cha nói là con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là con bám với cha và con đọc kinh và con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì 30 năm con lấy chồng người ngoại đạo, mà một người chồng con rất là bướng bỉnh. Mà từ khi nghe những bài giảng của cha và con cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin cho con, mà chồng con sẽ bằng lòng cho con được đi làm phép tha trên nhà thờ. Và con bác sĩ bó tay con, không chữa được cho con nữa. Thì con xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Mà đến bây giờ con đã gặp thầy gặp thuốc, mà con đã khỏi và được chồng con rất là yêu thương. Chồng con rất là biết nghe lời Chúa, thương yêu vợ con và tốt với mọi người. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Cha gửi cho chồng con trên máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu, để anh ấy biết anh là người ngoại đạo nhưng mà anh biết cách lời Chúa, lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin mời ba anh thanh niên trong đó, không mấy người.